phi. Giờ mình sẽ thử nha. Trong đây nó có nước rồi, có nước mắm sẵn hay gì á. Đó. Mình đánh giá cao bánh bột lọc này nha mọi người. Nước mắm vừa ăn, với lại có thịt, với lại nó cũng dai lắm mọi người, ăn cũng khá ngon á. Đánh giá cao bánh này nè. Ngon. Làm thêm miếng mỡ hành đó. Bánh này công nhận ngon rồi nè, có tôm này vàng, có thịt rất là ngon. Có lại rồi ăn em mười, mọi người ăn nha. Đúng là bánh xèo thành bại tại nước mắm nha mọi người. Rất ngon. Cùng với sự khánh thành của đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ thì một chuỗi hoạt động sự kiện chào mừng ngày đại lễ mùng 10 tháng 3 Dỗ Tổ Hùng Vương có những cái hoạt động về văn hóa ẩm thực cũng như là lễ hội. Thì bây giờ thì mọi người hãy cùng Linh đi tham quan cái lễ hội bánh nhân gian Nam Bộ lần thứ 9 này. Cửa vào của khu vực đờn ca tài tử. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào bên trong để tham quan cái chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ mùng 10 tháng 3 Dỗ Tổ Hùng Vương. Hiện tại là chúng ta khi mà đi qua cái khu vực đờn ca tài tử này thì sẽ tới hội bánh nhân gian. Khi mà vừa bước vào thì đã thấy một cái logo khá là quen thuộc, logo của tỉnh Vĩnh Long, không gian đờn ca tài tử, liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 tại Cần Thơ năm 2022. Đây là tại đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Đã thấy những cái dừa, chuối, đó, có bưởi, đó, những cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long. Lễ hội bánh nhân gian Nam Bộ lần thứ 9 năm 2022 được tổ chức vào từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022, thời gian hoạt động là từ 8 giờ. Thì mọi người có thể đến đây để tham quan và mua sắm cũng như là ăn uống những cái loại bánh mà từ khắp Nam Bộ người ta đổ về và làm trưng bày những sản phẩm bánh. Thời gian hoạt động chính xác sẽ là từ 8 giờ cho đến 21 giờ. Wow, đông quá mọi người ơi. Đây là của tỉnh An Giang, người gian hàng bánh của tỉnh An Giang. Có đường thốt nốt mọi người. Bánh phồng. Có nhiều. Ồ, đây có cô người Chăm nè mọi người. Ồ, này là giống như bánh tây yến nha mọi người. Bánh bò nướng hả? Dạ, đây là bánh bò nướng. Đó, đây là cô người Chăm nè mọi người. Cô đang làm bánh bò nướng. Đó, đổ bột vô và cách làm này khá là mới ngộ nè mọi người. Để những cái nắp nung nồi đất này là cho nó nóng rồi cái để xuống những cái chảo nhôm. Một cái bánh vậy là bao nhiêu vậy cô? 15 ngàn hả cô? Dạ. Lấy cho con một cái đi. Dạ, nghe phải, dạ. Bánh ú. Có giá cả cho này mọi người hết nha. Anh em biết hết trơn là mọi người cứ yên tâm. Đây là của tỉnh Bạc Liêu. Đó, mì rất về tôm. Mì to mua được không?
những sản phẩm đông lạnh, cá viên, tôm viên. Đây là tôm chiên giòn, lăn bọc chiên giòn. Nhìn rất là bắt mắt. Một phần vậy là mấy con vậy chị? Chị bán con là 5.000 đó, em muốn mua nhiêu con thì chị lấy nhiêu con. Chị em lấy em 4 con đi chị. Rồi đây cho em gửi tiền. Nhìn nó thấy là rất là giòn luôn mọi người. Một gỗ tôm chiên giòn. Còn này là cái gì vậy chị? Chả tôm. Chả tôm. Dạ. Có cái bịch không chị, cho em cái bịch đi. Rồi, rồi cảm ơn chị luôn ạ. À. Tạm biệt gian hàng đặc sản về tôm của Bạc Liêu thì chúng ta sẽ đến với xứ dừa của tỉnh Bến Tre. Ở đây có kẹo dừa Bến Tre, rồi bánh phồng sữa, bánh tráng, bánh dừa rất là nhiều luôn mọi người. À, ở đây người ta có danh sách những cái sản phẩm nè, có giá cả trên đây nè, bánh ú nhân thịt, bánh tét, rồi bánh chén dừa, bánh mặn, dao động thì khoảng 1.000 cho đến 15.000. Đó, rất là nhiều loại bánh luôn. Ở đây có số liên hệ hàng bánh. Quá đông rồi mọi người ơi. Đặc biệt là các tài sản như điện thoại di động, ví tiền, dây chuyền, lắc tay. Wow. Đấy, ăn thịt của bánh nhân gian của tỉnh Hậu Giang. Bảo quản tài sản tư trang cá nhân để tránh tình trạng bị mất mát xảy ra. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Chị này làm nhanh tay quá được rồi. Xin thông báo. Một phần này là nhiêu vậy chị? Một phần 30.000, là mấy cái? 5 cái 30.000. Bánh này là bánh gì chị? Bánh khọt. Trong đây có tôm không hay là trứng? Trứng thôi. Có tôm khô. Một phần bánh khọt như vậy là 30.000, có 5 cái. Con này, bánh này bánh gì vậy chị? Bánh bột lọc. Lấy cho em một phần đi. Đó, đây là bánh bột lọc nha mọi người. Còn đây là bánh mặn không chị? Bánh mặn. Còn đây là bún gì ta? Là cái gì? Bánh tầm bì xíu mại. Nó nhiều quá, ăn nổi, ăn như cái bánh. Ăn bánh nhỏ nhỏ thôi. Đây là tầm bì xíu mại nha mọi người. Ở bên đây là xíu mại tầm bì bún. Còn kia là bánh bánh cuộn trứng. Có thêm bánh đúc, bánh la mơ, bánh bò, bánh chuối. Và trà tắc em gửi chị ơi, rất là nhiều. Đây bánh bò, bánh chuối, bánh lâm, bánh đúc. Nhắc tới bánh đúc thì có câu nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Rất đông mọi người đến đây quay du lịch mọi người. Yeah.
Cái này là bánh tét. Bánh tét này nhiêu đòn vậy anh? Không, chỉ có loại lớn không à. Bánh tét là nhiêu đòn vậy? 120 ngàn. 120 ngàn một đòn. Bánh tét như vậy là 120 ngàn. Bánh tét như vậy là 120 ngàn. Có gì thì mình muốn mình vào bên trong luôn. Này là bánh bún xuông. Bún xuông. Bún xuông của mùi yến, có bún nè, da heo nè, món giò nè, đó tô đặc biệt là 50 ngàn, bún chuột, nước uống xong là 5 ngàn. Rồi tiếp theo là bên hàng bánh trung thu, bánh ngọt của trung tâm thông tin xúc tiến thương mại du lịch tỉnh Vĩnh Long. Nhưng mà bánh mì ở đây có khoai lang nè mọi người. Xin mời được thử à. 15 ngàn một túi, 20 ngàn một túi rồi à. Đây là khoai lang, một đặc sản của tỉnh Vĩnh Long. Đặc sản Vĩnh Long nha. Rất là thơm, nghe vẫn còn là khoai lang. Xin mời dùng thử nha. Màu tím, sạch tím của khoai lang tím nè. Đó, đây là gian hàng của tỉnh Vĩnh Long nha mọi người. Ai ở Vĩnh Long thì comment cho Linh biết nha. 15 ngàn một túi à, 20 ngàn một túi thôi à. Rồi tạm biệt Vĩnh Long, mình sẽ đến với tỉnh, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Đó, ở đây có bánh phồng thơm. Đó, có bánh phồng thơm. Này có bánh phồng chay là nó màu nó đậm hơn bánh phồng mặn. Đặc sản cái này là giang sơn mài. Cái này bao nhiêu một hộp vậy? Một hộp 150 à. Một hộp 150. Nó có 50% là tôm càng xanh. Chay mặn gì cũng vậy hả? Dạ, chai 120 anh. Chai 120 mà 150. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Cho em xin kẹp visit nha. Đó thì mọi người có mua bánh thì liên hệ cái kẹp visit trên tay Linh nha. Rồi xin cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo đến với quay ta. Quay cái này là cái này tính từ đơn vị nào? Chưa biết luôn. Thử không? Cái này là gì ta? Cà mật ong. Cái này là cái món về cà, những sản phẩm đóng gói. Mình tiếp tục đi. Kiếm cái gì lạ lạ đi. Ở đây ta sẽ có bánh nước. Rồi bánh tét ngũ sắc nè mọi người. Đồng. Quá đông luôn. Nó chả tắt. Ừ, bánh này bánh gì lạ ta? Cái này chuối sấy hả? Chuối khô. Hai chuối. Bánh chuối nướng hả? Ta hấp cái này nướng. Nhiều cái bự vậy cô? 120 cái bự. Cái bánh bự này khoảng 4 người ăn luôn rồi. Thì Linh đi có 2 người rồi, nên đành hẹn dịp khác. Ồ, này mọi người ta mua đông quá nè mọi người. Đây là bánh gì nè? Tôm cháy kho quẹt. Ồ, hàng gì tôm cháy kho quẹt, hàng gì đông phải rồi. Một đặc sản luôn hả? Đó, này là người ta đang làm tôm cháy kho quẹt. Đây là tôm cháy, người ta nhếp cơm. Vô sẵn rồi, chủ yếu là bán cái này. Ở đây có menu nè mọi người. Ở đây làm ăn liền không anh? Cái này là vừa làm với mình hết luôn. Có nào để lâu được không? Dạ để lâu mềm bánh anh. Ừ. Đây còn đi nhiều đó. Dạ nó ủ hơi nó mềm bánh. Cái này là bánh
kinh tế thua bè. Người ta đến rất là đông. Wow, quá trời bánh luôn mọi người ơi. Đây là những cái nơi mà người ta ăn uống mọi người. Có cái bàn để khi mình mua đồ ăn mình ngồi xuống mình ăn á. Rồi, khi mà hết bánh thì tính chè. Đó, những sản phẩm về ngọt được rồi. Đây là bánh chín. Đây có mì nem, bún nem nướng này mọi người. Mình đã có bánh gạo. Một phần bánh gạo như thế này. Có chả, có bánh gạo này mọi người đi nên thử nha. Và đây là chè. Chè atiso. Xăm hột é rồi đó. Rồi nhưng mà uống chè xong thì mình sẽ đến ăn với một món gì vậy tại Đà Lạt. Một món gọi là bánh tráng nướng. Đó, một cái bánh như vậy là 30.000 mọi người. Vì này mua hai cái là 60.000. Quá trời có tâm thương. Cuốn cút chắc mỏi. À, không gian rất là náo nhiệt nha mọi người. Quá đông, càng ngày càng khô hầu bên trong là không tìm thấy lối ra luôn nha mọi người. Bánh muỗng chôm. Đó, cái này là trên đây là bán xương sáo muỗng chôm. Ở dưới là bán bánh trứng. Cũng là bánh trứng muỗng chôm. Đó mọi người nhé. Tại để người ta phức quá. Wow, kem khói nè mọi người. Ăn vô này là nhả miệng ra khói luôn á. Đây là trà trái cây. Wow, cái này ai bán gì mà sạch dĩa hết rồi mọi người. Bán không còn cái gì luôn. Bánh bột phô mai. Wow, nhìn nó hấp dẫn nha mọi người. Vô đây mà chắc không thể giảm cân được mọi người, vô đây là phải ăn thôi. Vô đây không bao giờ giảm cân được, vô đây chỉ có ăn thôi. Đây là bún nè. Đây là súp chua. À, đây là bán súp nha mọi người. Giờ thì Linh cũng đã đi một vòng cái lễ hội bánh năm nay, đã mua được một số bánh nè. Đó mọi người thấy không? Đó, rất là nhiều.
Thì bây giờ anh sẽ thử và trải nghiệm những cái loại bánh này cho mọi người xem nha. Đầu tiên là hồi nãy là mình vô mình mua là con tôm. Con này có giá là 5.000 một con. Để mình thử coi cái vị như thế nào. Cái này 99% là bọt nhưng mà trừ cái đuôi tôm thôi. Bên trong là chủ yếu là bọt nhiều. Đó. Nó cũng rất là giòn. Nên là nước chấm được hơi mặn. Món tiếp theo là mình sẽ ăn món bánh bột lọc nha mọi người. Đó. Có giá, có gạo rất là ngon nè. Có hành phi. Giờ mình sẽ thử nha. Thì trong đây nó có nước rồi. Có nước mắm sẵn hay gì á. Đó. Mình đánh giá cao bánh bột lọc này nha mọi người. Nước mắm vừa ăn. Với lại có thịt. Với lại nó cũng dai lắm mọi người. Ăn cũng khá ngon á. Đánh giá cao bánh này nè. Ngon. Làm thêm miếng mỡ hành nữa. Bánh này công nhận ngon rồi. Rồi. Món tiếp theo mà Lương siêu tầm được là món trứng, bánh trứng. Món này thấy cũng khá là ngon nha mọi người. Này trứng người ta chiên, rồi sau đó người ta sẽ bỏ sốt mayonnaise nè, rồi có chà bông nữa nè. Đó. Cái này thì ăn bằng cái ghim không ngon rồi, mọi người phải ăn bằng tay vậy nè. Đó, kèm theo một chút rau nữa. Đó, kèm theo một chút rau như vậy nè. Đó. Sau đó mình chấm với nước mắm. Đây. Chấm nước mắm nha, quậy quậy lên. Không hợp, ngon. Bánh giá này mình cũng đánh giá cao nữa. Làm miếng xì tin nha mọi người. Rồi bấm tiếp, làm miếng xì tin nha mọi người. Thử lại cái nữa nha, cái này ngon đó trời ơi. Đánh giá cao hai món này nè. Món này là như ở trong là nó... Thì mình bẻ ra cho mọi người xem nha. Đó, chủ yếu là trứng cút thôi nha mọi người. Nhưng mà người ta chiên xong nó rất là ngon. Nó dài dai. Đó, sẽ chấm với nước mắm nè. Rồi sau đó... chấm với nước mắm. Đó, quậy lên. Phải quậy nha mọi người. Có một luôn. Cái trứng ở trong á, nó chưa có chín. Nó dẻo dẻo như ăn như lòng đào luôn rồi. Ăn dẻo dẻo rất là ngon. Ăn miếng gạo vô nha mọi người. Mình dân miền Tây Nam Bộ mình ăn bóc quen rồi. Rồi. Món tiếp theo món này đặc biệt nha. Món này gọi là bánh bột lọc. Nó có cái này bánh thọt nha mọi người. Cái này là bánh thọt nha, em xin lỗi mọi người. Nó có đậu xanh nè, có mực nè, có tôm nè, có tép nè. Đó, bây giờ mình sẽ thử một miếng nha. Cái này ăn với cũng với gạo luôn nha mọi người. Đó, mình sẽ xé miếng gạo. Đó, sau đó để lên. Rớt cùng mực rồi. Đó, mình sẽ ăn nha mọi người. Cũng chấm với nước mắm luôn. Đó, mình sẽ ăn nha mọi người. Ngon. Cái này nè mọi người thấy không, cái này hai loại bánh nè, cái hình hài giống nhau nhưng mà bên đây có nhân thịt nhưng mà với lại bên đây là toàn là trứng không à, còn bên đây là có đậu có bột như bánh xèo vậy đó. Đó rồi nhắc tới bánh xèo thì đây có bánh xèo. Đó, bánh xèo thì ở đây đây đó, rất là ngon nha, có thịt có tôm đó. Giờ mình sẽ làm gói miếng bánh xèo mình chấm cho mọi người xem nha. Nãy có nước chấm của bánh xèo nè.
Để mình lau tay cái. Rồi, giờ sẽ lấy một miếng gao. Rồi, xé một miếng bánh xèo, miếng bự luôn đi. Đó. Rồi, cuốn để vô. Với lại, mọi người thông cảm nha, tại dân miền Tây mình ăn tay quen rồi. Tay món đũa ghim không mà không có chén gì hết nên thông cảm. Đó, chấm một miếng nước mắm. Đó. Nấm này hơi mặn nha mọi người, không đánh giá cao món bánh xèo này. Bánh thì ngon nhưng mà nước nấm không ngon bằng nước nấm này. Nước nấm bánh hộp thì rất là ngon nha mọi người. Để thử lại miếng nữa coi như thế nào. Chén một chút gao, sau đó là làm miếng bánh xèo nha. Có tôm này vàng, có thịt rất là ngon. Có lại rồi ăn em mười, mời mọi người ăn nha. Đúng là bánh xèo thành bại tại nước mắm nha mọi người. Rất ngon. Rồi, cái món cuối cùng là món bestseller cũng như là món thịt ngày hôm nay. Mình đã thử và trải nghiệm đây là bò phô mai, có một miếng phô mai. Đây là miếng thịt bò nha mọi người. Đó. Thì giờ mình sẽ thưởng thức em nó. Đó, mình có chấm tương ớt nè. Ở đây có một lớp phô mai nhìn rất là thơm tươi nha. Phải nhai kỹ, phải nếm được cái vị ngọt của thịt. Thử miếng nữa nha mọi người. Ok, cái món bò này á thì cái thịt nó dai mềm vừa ăn, còn cái phô mai này thì nó hơi lạc nha mọi người, nhưng mà nhìn chung thì đánh giá món này cũng phải 8/10 điểm đó. Rồi thì còn cái món tiếp theo là món bánh bò. Bánh bò này phải chấm với nước cốt đúng không? Nãy giờ ăn quá trời luôn rồi, ăn no luôn á. Nhiêu đây là 4-5 người ăn luôn á, mà ở đây đi có hai người ăn còn xỉu luôn. Đó, bánh bò nha mọi người. Bánh bò thì mình mới ăn ghim, hồi nãy giờ mình bóc rồi. Giờ mình sử dụng ghim đây nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái miếng bánh bò chấm nước cốt. Ngon hết. Nước cốt vừa ăn nè, bánh bò cũng mềm. Cái loại bánh bò mà người ta làm như vậy nè, trong một cái khuôn rất là nhỏ như cục đá vậy đó mọi người, đá viên mà để bỏ tủ lạnh á. Ăn nó vừa miệng mà nó cũng khá là ngon. Nó cũng không quá bự, cũng không quá nhỏ, ăn vừa đủ ăn. Rồi thì ngoài những loại bánh mà hiện tại nãy giờ Linh đã trải nghiệm, cái lễ hội năm nay thì cũng có rất nhiều loại bánh khác, nhưng mà Linh sẽ chọn ra một số loại bánh mà mình thích ăn thôi, hoặc là lạ thôi, tại vì đó giờ Linh cũng chưa ăn cái bánh này trừ ngoài bánh xèo với bánh bò thôi, còn những món này là đều chưa ăn hết. Nhưng mà đây là một lần trải nghiệm tại cái lễ hội bánh năm nay cũng khá thú vị. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và sẽ ăn hết cái đống đồ ăn này. Xin hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.